chung tình, thế luôn chỉ có đôi mình, hẹn một đời yêu chỉ mình tôi. Kiếp người con gái chót mang khổ đau, còn lối đi nào cho người về sau? Vì tình lời hứa chung tình, vì yêu nên cho trao mình, giờ ngồi đây khóc thương phận mình. Chẳng còn tin đến chuyện tình. Thì bởi vậy con mới năn nỉ gì, chị đừng có nói cho Nga biết á, con là cháu của ông ngoại nha. Còn không á, lên trường nó bêu rếu khắp nơi, con là cháu của ông thầy giáo nghèo kiết xác. Không lẽ Hiền và con nhỏ này quen nhau sao? Nghèo mà thanh cao thì có gì mà con phải sợ. Thôi, ở quê mình mới vậy dì ơi, chứ ở trên Sài Gòn á, người ta coi trọng giàu nghèo lắm. Dì còn năn nỉ gì luôn á, thương con là cháu cậu Tứ, dì giấu giùm con chuyện này nha. Nhà anh Văn giàu lắm, nếu mà biết nhà con nghèo, anh sẽ bỏ con. Mà con thì thương anh Văn rồi, không có ảnh con sống không có nổi đâu. Cháu cậu Tứ, không lẽ nó là con của người đàn bà đó sao? Dì Hiền, chị giấu giùm con nha, con năn nỉ gì á. Thôi được rồi, dì hứa với con, dì sẽ không nói với Hạnh Nga chuyện này. Nhưng dì nghĩ con không nên giấu gia cảnh mình với cậu Văn. Nếu thật sự thương con thì không gì giàu nghèo mà chia tay con đâu. Dạ, thì từ từ con nói. Nhưng mà bây giờ á, dì hứa là giấu giùm con nha. Nếu không á, con sẽ nói với cậu ba con là không cưới gì luôn. Trời đất, con nhỏ này nói cái gì vậy? Thôi, tuy là con ít về quê nhưng mà cái gì con cũng biết hết nha. Con kể cho dì nghe một bí mật nha. Ông ngoại với má con đang đốc thúc cậu ba đi cưới vợ gấp đó. Thiệt hả? Mà cưới ai vậy con? Thì gì chứ ai. Cưới hỏi gì chứ. Thôi thôi, dì không có đứng đây nghe con nói bậy nữa đâu. Vô đi. Cậu Tiến Thành. Hân hạnh được gặp cậu. Mời cậu ngồi. Mời cậu. Tôi đến để hỏi thăm anh địa chỉ nhà của Lê Hằng. Mới sáng sớm mà cậu qua đây hỏi địa chỉ của Lê Hằng à? Phải. Sáng nay tôi có đến nhà thương để thăm Lệ Hằng, nhưng mà cô y tá nói là cô ấy về nhà rồi, nên buộc lòng tôi phải đến đây hỏi thăm anh. Mọi người vẫn đồn Tiến Thành là người nghiêm túc trong công việc, đứng đắn trong chuyện tình cảm, sao mới gặp Lệ Hằng có một lần mà đã hồn siêu phách tán rồi. Không lẽ thì ra đàn ông ai cũng giống nhau, khó qua nỗi ai mỹ nhân.
Anh Lân, anh nghe tôi hỏi không? Có. Nhưng mà Lệ Hằng có tới 2 địa chỉ lận. Nhưng mà cậu muốn tìm địa chỉ nào? Tôi vừa nhận thầu xây dựng 2 căn biệt thự ở Cầu Bông. Nếu như anh cho tôi biết địa chỉ Lê Hằng ở đâu, tôi sẽ ký công tra để anh cung cấp vật tư cho các công trình này. Cậu ký công tra mà không cần xem bản giá sao? Anh là người uy tín trong giới mà, tôi tin anh. Cậu đúng là người có mắt nhìn người đó. Tôi sẽ không làm cho cậu thất vọng đâu. Có địa chỉ của Lê Hằng, tôi có thể cho cậu biết được. Nhưng mà trước khi cho thì tôi phải nói cho cậu biết là Lê Hằng do tôi quản lý, cho nên mọi cuộc gặp gỡ với Lê Hằng là do tôi sắp xếp. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Địa chỉ Lê Hằng anh có cho hay là không? Con đã hứa với cô là sẽ chăm sóc cho Lệ Hằng. Con đã nghe lời và cố gắng làm tròn lời ký thác. Nhưng con thấy mình sắp phụ lòng của cô rồi. Sao con lại nói như vậy? Con hết thương cô rồi sao? Con làm sao mà hết thương cô được? Nhưng mà dạo gần đây Lệ Hằng không còn tin con nữa. Không biết là có phải vì con bán trái cây thua lỗ hay không mà em ấy ít nói chuyện với con, nhà cũng không muốn về nữa. Con nói Lệ Hằng không muốn về nhà nữa là sao? Dạ, hồi trước để tránh cái chuyện bị con Trinh nó nghi nên em Hằng có mượn một cái gác xếp để ở ban ngày, rồi canh lúc con Trinh ở trường á thì em Hằng về phụ con cơm nước, giặt giũ. Vậy mà cả tuần nay em ấy bặt tâm biệt tích luôn, trưa cũng không về ăn cơm với con nữa. Cô, có phải là em Hằng ghét con rồi không cô? Làm sao mà nó ghét con được? Không về ăn cơm với con, chắc là nó bận chuyện gì rồi. Nếu mà em bận chuyện gì, sao không nói cho con nghe? Con có phải là người xa lạ đâu. Nói gì thì nói, cô vẫn không tin là Lệ Hằng giận con. Cô nghĩ là Lệ Hằng đang gặp chuyện gì khó nói thôi. Nếu mà em không nói được với con thì chắc là có chuyện hệ trọng rồi. Cô ơi, cô trên trời có linh thiêng, xin cô phù hộ khiến xui cho em. Có chuyện gì thì hãy kể cho con nghe, cứ giấu hoài trong lòng rồi lại sinh bệnh cô ơi. Cô đúng là linh thiêng. Em Hằng về rồi cô. Dạ chào chị. Xin lỗi. Xin lỗi, cho tôi hỏi cậu là ai? Chị Sen phải không? Em là Thành đây. Chị không nhận ra em sao? Thành hả? Dạ. Là cậu Thành đây rồi mà. Dạ. Trời ơi Thành, gặp lại cậu tôi mừng quá. Em cũng vậy. Chị ơi, em muốn gặp lại Hằng lắm. Em mời anh. Em cũng ăn đi. Dạ. Anh ăn thử món này đi. Không ngờ ngoài hát hay ra em còn nấu ăn ngon nữa chứ. Chỉ là mấy món dân dã thôi, em thường nấu ở dưới quê á. Lê Hằng à,
Sao hôm trước á, vừa thấy khách của anh mà em lại xỉu vậy? Bộ bộ em quen anh ta à? Dạ không, em không có quen người ta. Không phải là thấy khách của anh mà em xỉu. Tại vì lúc đó em quên ăn cơm chiều, cho nên là em bị đuối sức thôi. Thì ra là vậy. Sáng ra cậu ta có tới nhà Thương kiếm em. Bác sĩ nói là em đã về rồi, cho nên là cậu ta có tới nhà anh để xin địa chỉ của em. Rồi anh có được địa chỉ không? Em nói không quen bạn của anh, mà sao vừa nhắc đến cậu ta em lại hốt hoảng vậy? Nhưng mà cuối cùng anh có đưa địa chỉ của em không? Không. Làm gì mà cho địa chỉ? Bộ anh ngu hay sao? Vì em là của anh mà. Mà nè, anh đừng bao giờ cho Tiến Thành biết địa chỉ của em nha. Cũng đừng bao giờ kể chuyện của em cho anh ấy. Cũng đừng đưa địa chỉ của em nữa. Hằng à, anh chưa có nói bạn của anh tên là gì mà sao em biết tên của cô ta vậy? Hay là em có chuyện gì giấu anh phải không? Dạ không có, em đâu có giấu anh chuyện gì đâu. Anh chỉ nói chơi thôi, em làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Thôi ăn đi em. Em á là thiên thần may mắn của anh đó, ăn đi. Cậu cũng thấy rồi đó, năm đó hàng được hãng băng hẹn tới thu. Ai mà ngờ thằng Thanh Liêm đốn mạc đó lại hại đời con nhỏ chứ. Thì cũng chính vì vết nhơ đâm người đó mà mấy năm trời hai mẹ con nó cứ phải bôn ba rầy đây mai đó để trốn mắt người đời. Ít lâu sau, sau khi hàng đi thì báo chí cũng đưa tin. Tin đó cũng không sao, giờ cũng rất đơn kiện rồi. Sau này hắn ta còn bị giới ca hát tẩy chay nữa, cũng đáng đời hắn thôi. Chỉ tội cho hắn phải chịu khổ trăm bề. Lúc đó em cũng đã sẵn sàng ly dị Thu Trâm để cưới hắn rồi. Vậy mà ông trời cay nghiệt quá, hết lần này đến lần khác cứ trêu ngươi làm khổ người hiền. Câu hồng nhan bạc phận, xem ra ứng với cuộc đời của Lệ Hằng không sai chút nào. Rồi bao lâu thì chị gặp lại Lệ Hằng? Phải 10 năm sau chị mới gặp lại Lệ Hằng. Trong ngày đám giỗ của cô, tội nghiệp, cả đời nó luôn mơ được gặp lại mẹ một lần, vậy mà chưa kịp nhìn thì cô đã đi rồi. Cuộc đời em ấy sao cứ trung chuyên như vậy? Lần đó chị với thầy phải làm dữ lắm, Lệ Hằng mới chịu cho chị ở cùng để chăm sóc. Sau đó Lệ Hằng đi hát lại, nhưng mà tuổi đã cao, giọng thì không còn như trước, nên chỉ đi hát lót cho người ta thôi. Lương ba cọc 3 đồng, phần lại phải nuôi con gái ăn học, nên cuộc sống của nó chật vật lắm. Nhắc mới nhớ, con gái của Hằng chắc lớn lắm rồi hả chị? Ừ, con bé đang học cuối cấp, chuẩn bị thi đại học rồi. Có chuyện này cũng khá tế nhị, em hỏi nếu có gì không phải chị bỏ qua cho em nghe. Trời đất, chuyện gì thì em cứ nói đi. Chị em với nhau không à, cái gì mà tế nhị với lại bỏ qua chứ. Hôm qua em gặp Lệ Hằng ở trong nhà hàng, em thấy em ấy... Em ấy làm sao em? Lệ Hằng chính là cô gái mà Vĩnh Lân muốn tặng qua đêm cho em. Cái gì? Lệ Hằng lại quay lại với Vĩnh Lân nữa hả? Trời ơi, tại sao nó lại dại dột như vậy chứ? Tại sao nó lại quay lại nơi đó?
Chị đã hết lời năn nỉ Vĩnh Lân buông tha cho nó rồi mà. Lúc Hằng nhìn ra em, cô ấy ngất xỉu. Rồi sáng nay em tính vào nhà Thương thăm thì cô ấy bỏ đi rồi. Chắc là cô ấy không muốn gặp em. Tất cả cũng chỉ vì con nó thôi. Lệ Hằng bị suy tim, chị có biết không? Chị thấy lâu lâu nó cũng kêu mệt, nhưng mà không ngờ là nó bị bệnh tim. Nhưng mà cứ sống kiểu như vậy thì làm sao mà không bệnh được chứ. Đi đường cẩn thận nghe con. Dạ. Nè, mai mốt tụi con có rảnh nhớ về thăm bà cố với bà nội nha. Dạ. Thưa cố, thưa nội con đi. Tụi con đi nha. Cố, thưa nội con đi. Nè, cái cục cưng của bà cố nè, lên đó có ai ức hiếp con, con gọi điện về cho cố, con mét cố nghe. Bởi vậy á, trong cuộc đời này chỉ có cố là thương con nhất thôi. Thiệt không? Vậy chứ bộ bà nội không có thương con sao? Thì ông bà nội thương con gì? Hả? Trời ơi, cái miệng dẻo kẹo như vậy nè, biểu xong mình không nhớ nó cho được nè cục cưng ơi. Bà cố yên tâm, con hứa là mai mốt con sẽ xuyên về đây để thăm cố và thăm bà nội nữa. Nè, tụi con lên tới trển rồi á thì nhớ điện về cho bà cố với bà nội biết nha. Dạ. Làm như mình có ông bà chắc. Dạ thưa nội, thưa má, tụi con đi nha. Thôi, đi đi, trễ rồi đó. Anh Giang. Ngọc Trinh, để anh xách cho nha. Đi. Thôi mình đi. À, Hạnh Nga, đi đi con. Dạ. Thôi đi đi con, trễ rồi. Dạ. Con đi. Đi đi con. Đi đi con. Dạ con đi. Món ăn ở nhà hàng ngon quá à. Mai mốt dắt em đi ăn nữa nha. Miễn là em thích thì cho dù là xa cách mấy anh cũng đưa em đi hết. Thiệt á, gần một thế kỷ rồi mới nghe anh nói được một câu mát lòng mát dạ như vậy đó. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ luôn ngọt ngào với em. Anh đó, đừng có nịnh đầm. Chuyện mười mấy cây vàng anh lấy đi chơi, tôi còn chưa tính sổ đó. Anh chỉ tính gỡ gạt thôi, ai dè. Nhưng mà cũng còn một chút giận túi, em cứ yên tâm nha. Anh á, mà lén phén xài hết là chết với tôi đó. Biết rồi mà em yêu. Tụi mày tí tận với nhau đủ chưa? Ủa ba, giờ này ba chưa ngủ nữa hả? Con cứ tưởng ba đã ngủ từ lâu rồi chứ. Đã qua ngày hẹn 3 ngày rồi, bằng khoáng nhà của tao đâu? Trong tiệm cầm đồ á. Mày ba, anh có sao không? Đủ rồi nha ông già, ông lấy cái quyền gì đánh tôi hả? Mày và con vợ của mày lập tức ra khỏi nhà tao ngay. Tôi không đi. Ông làm gì tôi? Mày mày cái gì? Nè, ông đừng tưởng kêu luật sư tới giết chị Trúc là tôi sợ hả? Tôi không để cho ông làm chuyện trái luân thường đạo lý đâu. Tao làm cái gì mà trái với luân thường đạo lý hả? Ông đừng tưởng tôi không biết là ông mê con nhỏ Lại Hằng nên muốn để hết gia tài này cho nó đúng không? Mày cái gì? Ông từng mua nhẫn hột xoàn để cầu hôn, đám cưới hột nữa mà. Tuy là chuyện đó qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn khắc cốt ghi tâm. Tài sản của má tôi
Tôi không để ông dâng hết cho tù nhân trẻ đâu. Không chỉ cưới Hụt thôi đâu, ba còn tới lui chăm sóc cho người ta nữa đó. Hai đứa mày muốn làm cho tao tức chết phải không? Lệ Hằng là con dâu của tao. Ba, con dâu của ba là con nè, chứ không phải con nhỏ Lệ Hằng đó hả? Đúng rồi. Ba đừng có mơ tưởng nữa. Nghe rõ chưa ông già? Con Lệ Hằng bây giờ nó là gái làng chơi, không có còn trong sáng quê mùa như trước đây nữa mà ba mê. Hai đứa mày làm tức ra khỏi nhà tao. Mày không đi, mày ra đây, mày đi ra khỏi nhà tao. Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra. Mày làm con bực mình vậy? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây đi, ăn trái cây đi. Con không ăn đâu. Sao? Có chuyện gì nói má nghe coi. Ai dám chọc con gái má bực mình vậy? Bộ đi chơi không vui sao? Cả chiều nay khó chịu trong người vậy hả con? Kệ con đi. Mà sao bữa nay má về sớm vậy? Má không đi làm nữa hả? À, má vừa xin việc làm ở hãng khác rồi. Ông chủ này không có bắt má đi tiếp khách ban đêm, nên từ nay má có nhiều thời gian ở bên con hơn nữa. Mà đồng lương cũng đỡ lắm đó con. Chán thiệt luôn á. Má, nhiều khi á con thấy con tủi thân ghê á. Con thấy ghét con luôn á. Sao con lại tủi thân? Sao con lại ghét mình? Thì tại vì con không có giống người ta. Ai cũng có ba má đầy đủ, chỉ có con á là chỉ có má thôi, không có ba, nên con mới thiếu thốn như vậy nè. Phải chỉ có ba thì đời con sướng rồi. Má nuôi con như vậy bộ con không hài lòng hay sao? Làm sao mà hài lòng được. Má nghĩ coi, người ta thì có ba đưa đón bằng xe hơi, ôm hôn tạm biệt nữa. Muốn cái gì được cái đó. Quần áo thì phủ phê đầy đủ, toàn là hàng mắc tiền không à. Ở cái phòng thì đẹp, nệm thì dày một đống. Đâu có như con đâu, ở trong cái phòng dạch dáng cũ xì, quần áo thì có mấy bộ mặc đi mặc lại. Má đâu có biết đâu, sau lưng con á tụi nó còn xì xào chê bai đủ thứ, nhất là nhỏ Hạnh Nga. Những gì nó có nhất định con phải có cho bằng được. À, bạn Nga gì đó có cái gì mà con muốn vậy? Nói má nghe đi. Ờ, con muốn có một chai dầu thơm của Pháp, loại thơm nhất mà tài tử Cine thường xài. Tưởng cái gì. Rồi, mai má dắt con đi mua nha. Con á, con cũng muốn có thêm một bộ trang điểm nữa. Con gái lớn rồi mà không có son phấn gì hết trơn. Được rồi, má sẽ mua cho con. Bây giờ hết buồn chưa? Nè, ăn trái cây đi. Nè, nó ngọt lắm đó. Chưa. Con còn muốn có cái đồng hồ nữa, bóp đầm.
một bàn trang điểm như là công chúa luôn. Má mua cho con nha. Nếu như con muốn thì từ từ má mua hết cho con. Má nói thiệt không? Má nói thiệt. Má sẽ cố gắng làm để con không thua kém với bạn bè. Thôi, mà còn lâu lắm má mới làm được. Thôi, nhưng mà má đã hứa với con rồi nha, má phải mua liền cho con chai dầu thơm xịn với hộp trang điểm đủ màu nữa. Ngày mai á, con sẽ cho tụi nó thấy, để coi tụi nó dám khi dễ con nữa không. Thôi được rồi, má hứa. Nè, bây giờ ăn trái cây được chưa cô nương? Dạ. Tội nghiệp con. Má xin lỗi, sinh con ra mà không lo được cho con no ấm như người ta. Cũng may á, là bà chỉ bị gãy chân thôi, không chấn thương phần đầu, cho nên là không sao. Bà bây giờ phải ngồi xe lăn tới 6 tháng nữa, cũng khó chịu lắm mà. Bà đó, bà phải nghe lời bác sĩ dặn, bà không được vận động nhiều. Bà già rồi, xương khó lành lắm nghe không. Lỡ què luôn thì khổ con khổ cháu. Làm gì mà ba tức giận dữ vậy? Em nè, kể từ bây giờ em phải làm dâu Thảo, chăm sóc cho ba chu đáo nghe không. Nhớ canh chừng cẩn thận, không để cho ba ra ngoài một mình, rồi không ai chăm sóc tội nghiệp. Dạ em nghe. Nghe rồi thì đưa ba vô phòng nghỉ ngơi đi. Ba ơi, nghỉ ngơi nha ba. Tội nghiệp. Không ngờ chuyện ba bị gãy chân lại đúng theo ý đồ của anh với em. Vậy mới nói làm gì. Người tính không bằng trời tính. Mà em đã nhốt con dài lại chưa? Điện thoại trong phòng cũng tháo rồi chứ? Anh yên tâm, mọi chuyện đâu vào đó hết rồi. Mà bước tiếp theo anh định sẽ làm như thế nào? Không lẽ anh định nhốt ông già suốt đời hay sao? Có nhốt ông già trong phòng suốt đời thì cũng không làm được gì. Cái chính bây giờ là mình phải biết được trong di chúc ông viết cái gì. Cái đó thì đơn giản mà, anh chỉ cần gặp luật sư hỏi là ra thôi. Em à, luật sư Khải là một người bạn của ba, không dễ gì mọi thông tin được đâu. Mình làm không khéo ở tù vui chơi. Bữa đó em có nghe loáng thoáng, toàn bộ tài sản ông già sẽ để lại cho Ngọc Trinh đó. Bởi vậy mới nói anh đã lên sẵn một kế hoạch. Kế hoạch? Dạ, mời anh. Người có thương, thương tôi nghệ sĩ, thì đừng có thương như thương hại đời. Và đừng có nghe Hoa nuốt đi. Hôm qua em gặp Lệ Hằng ở trong nhà hàng. Em thấy em ấy. Em ấy làm sao em? Lệ Hằng chính là cô gái mà Vĩnh Lân muốn tặng quà đêm cho em. Cái gì? Lệ Hằng lại quay lại với Vĩnh Lân nữa hả? Trời ơi, tại sao nó lại dại dột như vậy chứ? Tại sao nó lại quay lại nơi đó? Chị đã hết lời năn nỉ Vĩnh Lân buông tha cho nó rồi mà.
Lúc Hằng nhìn ra em, cô ấy ngất xỉu. Rồi sáng nay em tính vào nhà Thương thăm thì cô ấy bỏ đi rồi. Chắc là cô ấy không muốn gặp em. Tất cả cũng chỉ vì con nó thôi. Lệ Hằng bị suy tim, chị có biết không? Cũng kêu mệt, nhưng mà không ngờ là nó bị bệnh tim. Nhưng mà cứ sống kiểu như vậy thì làm sao mà không bệnh được chứ. Xin mời. Dạ em mời anh. Mời cạn đi. Đâu? Tôi có làm gì đâu, nè tóc bà dính vậy nè. Kệ tôi. Mọi người, cho Nga xin tấm hình nha. Tại vì má của Nga muốn biết mặt của các bạn chơi thân với Nga ở trong trường á. Trời ơi, tưởng cái gì, chứ chụp hình là tôi khoái lắm luôn á. Ừ. Chụp hình đi. Ê, tôi đứng kế bà nha. Cũng được. Bạn ơi, chụp giùm Nga tấm hình nha. Ờ được rồi, để tôi chụp cho. Vô đi. Vô vô. Đây nè, nè qua đây. Đứng sát vô. Đó. Qua đây nè. Chuẩn bị chụp nha. Nhớ chụp đẹp đẹp nha. Một. Khoan đã. Chờ tôi với. Cho tôi chụp chung với. Nhớ chụp đẹp nha. Rồi, chụp nha. Cho anh giận hả? Đâu có đâu. Nếu mà không giận em, sao anh ít nói chuyện với em, không đùa giỡn và thân mật như trước nữa. Anh vẫn bình thường mà. Nhưng mà em không thấy bình thường chút nào hết á. Anh Giang à, có thiệt là anh không giận gì em không? Không. Mà sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Nghe dễ thương, không quý thì thôi, sao tự nhiên là phải giận chứ? Nghe nói vậy là em yên tâm rồi. Em yên tâm chuyện gì? Yên tâm tặng quà cho anh nè. Tặng anh đó. Ừ? Tặng cho anh hả? Ừ. Sao tự nhiên em tặng trái tim cho anh? Em muốn tặng trái tim của em cho anh đó. Hả? Tặng trái tim của em cho anh. Thì là vậy đó. Là em thích anh. Sao anh lại cầm cái hộp quà của em ra đây để ngồi ngắm vậy? Tại anh thấy nó rất là đẹp. Và anh cũng thích nó nữa. Ai mà được em để ý chắc hạnh phúc lắm.
anh cũng rất là mến em và xem em như là đứa em gái của mình vậy. Em gái hả? Ừ, phải. Là một đứa em gái mà anh rất là quý mến, nên món quà mang ý nghĩa tình yêu của em. Anh xin gửi lại cho em. Anh gửi lại cho em hả? Chúng ta hãy tập trung vào chuyện học. Khóc không có giải quyết được vấn đề gì đâu con à. Má ơi, anh Giang càng ngày càng thương Ngọc Trinh nhiều hơn. Bây giờ con không khóc thì con làm được gì hả má? Nếu như con chịu nghe lời của má, má nhất định bằng mọi giá sẽ dành Trọng Giang lại cho con. Không được đâu má ơi, anh Giang anh yêu Ngọc Trinh lắm, anh sẽ không bao giờ yêu con đâu. Thì ngày trước ba của con cũng yêu Lệ Hằng tới mức chết đi sống lại, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng là chồng của má thôi. Con yên tâm đi. Cái gì chứ, cái chuyện tranh đoạt tình yêu này má nhiều kinh nghiệm lắm. Má ơi, con yêu anh Giang nhiều lắm. Má mà làm cho anh Giang yêu con á, má biểu cái gì con cũng nghe hết á. Ừ, vậy thì trước tiên con phải thôi khóc và buồn bã đi nghe chưa. Con hãy kể cho má nghe, con Trinh đó nó có điểm yếu gì? Ngọc Trinh á, vừa học giỏi vừa hát hay, lại còn được nhiều người yêu mến. Nó không có điểm yếu gì hết á má. Đã là con người, ai cũng phải có điểm yếu chứ con. Tại vì nhất thời cô chưa tìm ra thôi. Từ từ, để má theo dõi, rồi má sẽ nhận ra. Chị Hai, chị Hai. Chị Hai ơi, mở cửa em, chị Hai ơi. Chị Hai. Chị Hai. Trời đất ơi, Thiên Tứ, đi đâu giờ này vậy? Em đâu có rảnh đâu mà em lên. Em lên vì chuyện gấp lắm. Gấp hả? Tía hả? Tía bị sao vậy hả? Tía khỏe. Trời đất ơi, em làm chị sợ quá. Vô đây. Chị Hai, em nói chuyện này chị mới sợ nè. Có chuyện gì em nói nhanh đi, cứ úp úp mở mở hoài à. Sao, có chuyện gì nói đi. Em hỏi chị, có phải tuần trước chị cho con Trinh đi chơi với bạn mấy ngày liền không? Đúng rồi, chị cho con Trinh về quê bạn nó chơi. Ủa, mà sao em biết vậy? Chị có biết quê bạn nó ở đâu không? Chị không có hỏi, mà con Trinh cũng không nói. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng hay sao? Mà sao thấy em căng thẳng quá vậy? Thiệt chứ em không hiểu được chị luôn á. Lúc đó thì giữ bo bo con nhỏ trong tay, lúc đó thì thả mênh mông vậy á. Chị biết nó bao nhiêu tuổi rồi không? Trời ơi, em muốn làm chị tức chết hả Tứ? Con Trinh nó bao nhiêu tuổi sao chị không biết được? Đó, bằng cái tuổi mà năm xưa chị
Cái năm mà chị gặp tên Phùng Lòng Lan Dài Sói đó, chị quên rồi hả? Tử à, nửa đêm nửa hôm em đón xe lên đây chỉ để nói như vậy thôi đó hả? Ủa, em đâu có rảnh đâu mà lại nhắc mấy cái chuyện không hay chứ. Em lên là để kể chị nghe một chuyện. Đi câu cả buổi trời mà không được gì hết trơn, toàn là bị mấy con cá con phá mồi rỉa tới rỉa lui không. Chán thiệt. Cho anh hôn một cái đi. Thôi kỳ lắm. Ở đây có ai đâu mà kỳ. Nè, anh đang nghĩ đó. Nhưng mà hôn ở đâu? Trên má nè. Một cái thôi à nha. Ủa, Trinh, chờ anh với. Ủa, con Trinh, sao nó ở đây vậy ta? Vậy rồi em nghĩ người con gái đó là cháu của em hả? Để rồi em phải lặn lội lên đây để mét chị. Chắc em nhìn lầm rồi Tứ ơi. Con bé đó làm sao mà là Ngọc Trinh được. Nè, nếu nó về quê thì nó phải ghé thăm tía với em chứ. Sao nó lại hẹn hò trai gái như vậy được? Tứ nè, chị không cho phép em nói xấu con chị như vậy đâu nha. Nga, chuyện này có phải chính miệng má con kể không? Có phải vậy không? Dạ. Ba ơi, con đau đó. Ba đau con. Ba con đau. Chính miệng má kể cho con nghe á. Má còn nói nếu như lúc đó bà ngoại với má không làm như vậy á là ba đã ly dị má rồi. Ủa, Trinh, chờ anh với. Ủa, con Trinh, sao nó ở đây vậy ta? Con gái của nó chính là người đã cướp bạn trai của Hạnh Nga đó má. Trời đất, đời mẹ rồi đời con luôn sao? Nhìn đừng, đã bán em lại cho anh thì hắn ta cũng sẵn sàng bán em cho bất cứ đàn ông nào mà trả giá cao. Chúng tôi để chuyện này xảy ra dễ dàng như vậy sao ông già? Rồi tương lai biết cây nhờ nơi ai nuốt ngược vào tim nỗi đau hận sâu. Em cũng muốn ích kỷ trả vào lòng anh, tìm chút ấm em sau bao ngày mệt mỏi. Nhưng em không thể. Em không thể bước qua lời dạy của tía, thản nhiên hưởng hạnh phúc trên niềm đau của người khác trước khi bỏ tất cả để đến với em. Anh có nghĩ đến con gái của anh chưa? Có nghĩ đến ba má?